Xin chào, mình là Vô Lý và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Game. Khi nhắc đến những cái tên như Prey, Deus Ex, Dishonored, rồi Hitman, The Legend of Zelda, Breath of the Wild và Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, liệu bạn có nghĩ ra điểm chung gì tồn tại giữa các tựa game này? Điểm chung giữa chúng chính là ở việc hệ thống gameplay được xây dựng sao cho có thể dẫn đến những trường hợp người chơi có thể giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Ngoài ra, hệ thống này phải nhất quán và làm sao tránh được những trường hợp chỉ xảy ra một lần. Tất cả những đặc điểm trên đều được học tập từ một thể loại game tương đối là lâu đời, nhưng đối với cộng đồng người chơi game ở Việt Nam thì gần như lạ hoắc. Đó chính là thể loại có tên Immersive Sim, tuổi đời đã hơn 20 năm có lẽ. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cách tường tận, cặn kẽ nhất về Immersive Sim từ quá khứ đến hiện tại và cả tương lai. Ok, game on! Trước khi đi sâu vào tìm hiểu về Immersive Sim, chúng ta cần phải trả lời một câu hỏi. Immersive Sim là gì? Một game Immersive Sim chính xác là như thế nào? Có thể coi Immersive Sim là một thể loại, hay thực sự chuẩn xác hơn là một triết lý trong thiết kế game, hướng đến sự tự do và trải nghiệm nhập tâm mà một tựa game có thể đem lại cho người chơi. Những game được thiết kế theo triết lý này thường mang đến nhiều hướng giải quyết cho một vấn đề và qua đó xây dựng được rất nhiều phong cách chơi trong cùng một tựa game. Nói cách khác, các game Immersive Sim thường đặt ra cho người chơi một mục tiêu, còn làm cách nào để hoàn thành yêu cầu thì phụ thuộc vào bản thân mỗi người chơi. Đi cùng với việc tạo nên nhiều phong cách chơi, những game Immersive Sim cũng mang tính chất hệ thống thay vì dựng sẵn như một kịch bản tuyến tính. Điều đó có nghĩa là game theo triết lý này thường khiến người chơi phải biết cách ứng biến trước những gì hệ thống game đã tạo nên. Nhờ gameplay hoạt động theo hệ thống, người chơi có thể dựa vào những hệ thống đó để giải quyết vấn đề với những cách rất sáng tạo mà đôi khi ngay cả những nhà thiết kế game cũng không ngờ tới. Cuối cùng, thứ mà game Immersive Sim đem lại là sự phản ứng. Quyết định của người chơi ở đây không nhất thiết phải thay đổi mạnh mẽ câu chuyện của game, mà là các nhân vật của game sẽ phản ứng khác đi trong quá trình người chơi chơi những tựa game. Hiểu đơn giản hơn, những tựa game này đánh giá bạn thông qua cả quá trình chơi, chứ không phải chỉ ở những lựa chọn nhất định. Những yếu tố trên là những điều chủ đạo định hình nên triết lý Immersive Sim. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay ngược thời gian, trở về điểm khởi đầu của Immersive Sim để hiểu hơn về nó. Và muốn tìm hiểu về lịch sử của triết lý thiết kế game này, chúng ta không thể nào tách rời nó khỏi thứ được mệnh danh là ông tổ của board game, tổ tiên của mọi game RPG, Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons, tên thường được gọi là D&D, chính là game RPG đầu tiên và cổ điển nhất, đồng thời cũng là một trong những board game hiện đại đầu tiên. Những cơ chế của D&D chính là xương sống để các nhà làm game tạo nên vô vàn trò chơi RPG khác nhau. Thế nhưng, nếu so sánh game RPG sau này với D&D thì chúng vẫn còn thua kém một bậc. Cho dù cơ chế chiến đấu của những game như Diablo hay Grim Dawn hấp dẫn như thế nào, hay câu chuyện mà Baldur's Gate hoặc Divinity Original Sin kể cuốn hút ra sao thì chúng cũng có những giới hạn nhất định. Ngược lại, với D&D, hầu như không có một giới hạn nào cả. D&D tập trung rất mạnh mẽ vào trí tưởng tượng của mỗi người chơi, sự tương tác giữa những người tham gia với nhau và với cả quản trò Dungeon Master nữa. Câu chuyện của mỗi ván D&D có thể được dựng sẵn một phần từ nhà phát hành hoặc do chính Dungeon Master tạo nên. Không ván D&D nào có câu chuyện giống ván D&D nào, và câu chuyện của chúng hoàn toàn có thể đi theo vô vàn hướng khác nhau mà bạn chẳng thể ngờ được. Vậy thì Dungeons and Dragons đã ảnh hưởng đến sự khai sinh của Immersive Sim như thế nào? Warren Spector, người đứng sau những cái tên vĩ đại trong lịch sử của Immersive Sim như System Shock hay Deus Ex, đã mô tả về các game đi theo triết lý này như sau. Bạn gần như đang hiện diện ở nơi ấy, và bạn gần như tin rằng đó là thực tại chứ không phải một thế giới tưởng tượng. Mô tả này hoàn toàn giống như khi nói về D&D. Điều cốt lõi của cả Immersive Sim lẫn D&D là mang lại sự nhập tâm cho người chơi, để họ cảm giác như mình được ở trong một thực tại khác. Warren Spector có thể được coi như những người đã tạo ra triết lý Immersive Sim và áp dụng nó vào game. Vậy D&D đã truyền cảm hứng cho ông ra sao? Câu chuyện bắt đầu vào năm 1978. Một lần Warren cùng các bạn của mình tham gia vào một ván Dungeons and Dragons có Dungeon Master là Michael Bruce Sterling, là tác giả của Mirror's Shade, bộ truyện ngắn đã giúp định hình thể loại cyberpunk. Trải nghiệm mà ván D&D đó đem lại cho Warren mạnh đến mức khiến ông tự đặt ra một mục tiêu cho cả đời của mình là làm sao để tái tạo được cảm giác chơi D&D lần đầu năm 1978. Ông bắt đầu là một số board game tabletop như Marvel Super Heroes Role Playing Game và Top Secret SI vào năm 1984. Đến năm 1988,
ông chuyển tới Origin Systems và bắt đầu làm việc chung với Richard Garriott, cũng là một cây đại thụ trong ngành game với dòng game Antima, những game đã đặt nền móng cho Immersive Sim. Với sự cộng tác giữa Warren Spector, Richard Garriott và sau này là một lập trình viên nổi tiếng có tên Paul Neurath, tựa game Immersive Sim góc nhìn thứ nhất đầu tiên ra đời năm 1992, Antima Underworld, The Stygian Abyss. Tựa game này đã cung cấp một cơ chế tương tác với mọi thứ một cách xuất sắc. NPC hoạt động theo các hệ thống, dù hồi đó vẫn tương đối đơn giản, đa dạng cách giải quyết vấn đề. Antima Underworld thực sự là bước nhảy vọt của những game RPG và là bước đầu của Immersive Sim. Năm đó cũng là năm Origin System bán mình cho EA, chính là EA chúng ta vẫn biết. Blue Sky Productions, studio trực tiếp phát triển Antima Underworld, thì được tái cơ cấu lại thành Looking Glass Technologies và bắt đầu thực hiện Antima Underworld 2, Labyrinth of the World. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự cho Immersive Sim lại không phải Antima Underworld 2. Một cái tên mà không game thủ nào say mê Immersive Sim lại chưa từng nghe qua, đó chính là System Shock. System Shock được phát triển bởi Looking Glass và phát hành bởi Origin System năm 1994, sau khi Warren Spector, Paul Neurath và Doug Church đều đã phát chán với các game bối cảnh fantasy. Chủ đề khoa học viễn tưởng là chủ đề đã được Paul Neurath chú ý ngay từ đầu. Vậy là ông quyết định hoàn thành System Shock theo cách tương tự như Antima Underworld. Thế nhưng Paul cũng nhận ra rằng cơ chế hội thoại trong Antima làm người chơi bị đứt quãng khi chơi game, làm giảm trải nghiệm tương tác. Vì vậy, Looking Glass quyết định dẹp bỏ tối đa NPC. Họ tạo ra một bối cảnh kỳ quặc cho System Shock, một nơi toàn những thứ quái dị và hàng đống robot. Câu chuyện của game được kể mạnh mẽ thông qua môi trường, từ những vết máu có chữ trên tường cho đến những dữ liệu, máy ghi âm quanh khu vực để câu chuyện của mỗi người đã chết tự nói lên câu chuyện của game. System Shock có lẽ được coi là một trong những game hay nhất thời điểm đó khi gameplay đa dạng, thiết kế màn chơi chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các game Metroidvania. System Shock cũng tồn tại vô khối bí mật để người chơi khám phá, từ những thứ nhỏ nhặt như nút bấm đến những lối đi ẩn kết nối các khu vực. Mặc dù vậy, System Shock lại chỉ bán được khoảng 170.000 bản, một con số không cao. Vì thế, Looking Glass dần rơi vào cảnh thiếu thốn tài chính. Tình hình tài chính của Looking Glass tất nhiên cũng không đến nỗi quá bi đát. Năm 1996 là năm họ bắt đầu phát triển tựa game Thief The Dark Project. Warren Spector cũng đã chơi thử nó và ông nói rằng mình muốn Garrett, nhân vật chính của dòng game Thief, mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, đội ngũ phát triển Thief không đồng tình. Họ cho rằng nếu Garrett mà đủ mạnh mẽ để chiến đấu thì sẽ chả ai chơi kiểu lén lút nữa. Bất đồng ý kiến này cũng đã góp phần giúp Warren Spector đi đến quyết định rời khỏi Looking Glass vào năm 1997, thành lập một studio mới có tên Iron Storm Austin. Spector ra đi và dự định làm một game Immersive Sim để chứng tỏ tư duy của Thief đã sai. Thief The Dark Project thực ra không hề sai. Garrett bản thân là một tên trộm chứ không phải một chiến binh. Vậy nên việc cho anh ta khả năng chiến đấu mạnh mẽ quả thực có thể khiến người chơi mất đi hứng thú chơi lén lút trong Thief. Việc một tên trộm chiến đấu yếu kém hơn lính gác là điều dĩ nhiên. Dù gặp nhiều khó khăn khi phát triển, Thief The Dark Project vẫn vượt lên trên tất cả và hoàn thành xuất sắc để định hình thể loại hành động lén lút. Đây cũng là tựa game Immersive Sim đầu tiên mà chia cốt truyện theo dạng các nhiệm vụ. Dù tựa game thành công đến mức bán được hơn 500.000 bản, nó vẫn chưa thể cứu được tình hình tài chính của Looking Glass lúc đó khi các sản phẩm khác của họ liên tục thất bại trên thị trường. Vào năm 1997 đó, Warren Spector không phải cái tên duy nhất rời khỏi Looking Glass. Theo trên ông còn có nhiều thành viên của chi nhánh Looking Glass Austin và đặc biệt hơn cả chính là ba cái tên sau: Ken Levine, Jonathan Chay và Robert Vermeer. Ba người này chính là cha đẻ của Irrational Games, studio nổi tiếng với dòng game BioShock, hiện tại thì cũng đã phải đổi tên rồi. Khi mới thành lập, Irrational Games còn rất bé nên họ đã hợp tác với chính Looking Glass để làm ra một tựa game Immersive Sim huyền thoại, System Shock 2. System Shock 2 ra đời năm 1999 và đây có lẽ là một trong những dấu mốc quan trọng nhất cho thể loại Immersive Sim. System Shock 2 không chỉ được nâng cấp về mảng đồ họa mà còn cả về mảng gameplay nữa. Lối chơi của game được đa dạng hóa hơn bao giờ hết. Không những thế, mỗi một hành động của người chơi trong game sẽ đều tạo nên sự khác biệt về sau, không lớn thì nhỏ. Không khí kinh dị của game cũng là một nét đặc biệt khi nó chưa bao giờ bị mai một, kể cả nếu bạn có chơi System Shock 2 vào năm 2020. Rất nhiều thế hệ game thủ đã khẳng định rằng System Shock 2 là một kiệt tác và là một sản phẩm nghệ thuật đích thực trong lịch sử game. Tuy vậy, ở thời điểm ra mắt,
System Shock 2 vẫn không thể nào bán được một số lượng game đủ cao để cứu vãn tình hình tài chính bi đát của Looking Glass. Khó khăn là thế, nhưng sức sống của game Immersive Sim dường như lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sau sự ra mắt của System Shock 2, đến năm 2000, hai trong số các game Immersive Sim xuất sắc nhất lần lượt xuất hiện. Đó là Thief 2 The Middle Age của Looking Glass và Deus Ex của Iron Storm Austin. Thief 2 The Middle Age thực tế không thay đổi quá nhiều so với người tiền nhiệm, mà tập trung chủ yếu vào nâng cấp cách thiết kế level và câu chuyện trong game. Dù game có doanh số khá, nhưng đáng tiếc là vấn đề tài chính của Looking Glass đã quá rắc rối, khiến cho studio này phải đóng cửa. Trong khi đó, Iron Storm Austin lại trở nên nổi tiếng với Deus Ex. Game trở thành một hiện tượng, một trong những tựa game được đánh giá cao nhất mọi thời đại về yếu tố gameplay, cũng như sự đa dạng trong lối chơi và đầy tính ứng biến. Game hoàn toàn chứng minh được rằng, người chơi vẫn có thể tập trung vào từng lối chơi riêng như Stealth, Non-Lethal, Run and Gun hoặc pha trộn mỗi lối chơi một chút. Tất cả nhờ vào một yếu tố gọi là phản ứng của NPC qua cách hành động của người chơi rất rõ rệt. Deus Ex là một kiệt tác, nhưng hậu bản của nó là Deus Ex Invisible World năm 2003 lại kém đi rõ rệt. Còn với Thief thì sau khi Looking Glass phá sản, Eidos Interactive đã có được quyền sở hữu thương hiệu này. Warren Spector dù ngày xưa có chút bất đồng với tư duy của Thief, nhưng ông cũng không muốn chứng kiến một cái tên xuất sắc như vậy tàn lụi. Spector cố gắng đưa nhiều nhân viên cũ của Looking Glass về với Iron Storm Austin nhất có thể. Cùng nhau, họ cho ra mắt hậu bản tiếp theo của Thief là Thief Deadly Shadows, và vấn đề muôn thuở thì vẫn là doanh thu kém dù chất lượng game ổn. Dần dần, các trụ cột bắt đầu ra đi, và sau khi Warren Spector rời Iron Storm Austin năm 2004, Eidos Interactive chính thức đóng cửa studio này một năm sau đó, thể loại Immersive Sim rơi vào khủng hoảng tạm thời. Dĩ nhiên, triết lý làm game này vẫn chưa chết. Một thời gian sau, Immersive Sim trở lại qua bàn tay của những người kế thừa di sản từ Looking Glass và Iron Storm Austin. Đó chính là Irrational Games với Bioshock, cùng Arkane Studios với Dishonored và Prey. Sau sự thất bại của Deus Ex, Invisible World và Thief Deadly Shadows, những game Immersive Sim dần chìm vào bóng tối. Lúc bấy giờ, Irrational Games là niềm hy vọng duy nhất để vực dậy thể loại game này. Tuy vậy, trên thực tế, ngoài System Shock 2 hợp tác với Looking Glass, thì những game còn lại của họ chả game nào là Immersive Sim cả. Irrational Games đã cho ra mắt một vài cái tên như Freedom Force, Try Vengeance, hay nổi tiếng nhất là tựa game Swordfall. Tuy rằng chúng đều đem lại ít nhiều thành công, nhưng vẫn không đủ để khiến Irrational Games thực sự vươn mình. Mọi chuyện chỉ thay đổi với họ khi Bioshock ra đời. Bioshock có lẽ là một trong những game nổi tiếng nhất. Điều ít người biết chính là Bioshock được lấy cảm hứng rất mạnh mẽ từ System Shock 2 ngày xưa, trong cả gameplay lẫn ý tưởng. Cả hai đều bắt đầu tương đối giống nhau, cùng thấy những sinh vật kỳ dị đang giết người qua lăng kính ở đầu game, có nhặt được Clay ở ngay đầu game, cùng sử dụng nhiều loại vũ khí, có nhiều khả năng đặc biệt có thể nâng cấp, không thể dùng súng và các khả năng cùng một lúc. Nhưng không phải vì vậy mà hai tựa game này không có sự khác biệt. Bioshock mang nhiều tính chất bắn súng hơn so với System Shock 2. Nó cũng loại bỏ sự lựa chọn nâng cấp phức tạp ở đầu trò chơi giống mấy game RPG. Bioshock cũng đã bỏ đi việc quản lý inventory của System Shock 2. Các màn chơi được thiết kế tuyến tính hơn, và quan trọng nhất là kể chuyện thông qua môi trường được đẩy lên một cách mạnh mẽ hơn hẳn. Chỉ cần khi bạn bước vào một căn phòng, bạn sẽ biết nơi đó để làm gì, chuyện gì đã xảy ra ở đây. Tuy vậy, bản thân Bioshock thực chất không phải một game immersive sim, dù Ken Levine đã luôn muốn người chơi có thể đắm chìm vào thế giới của nó. Thật đáng tiếc rằng, ở khía cạnh này, Bioshock đã thất bại. Ken muốn AI của các NPC phải phản ứng một cách chân thật như người bình thường, để khiến người chơi hòa mình vào trong đó. Ông đã cố làm điều đó ở Bioshock đầu tiên, và chỉ thành công phần nào với Little Sister và Big Daddy. Sang đến Bioshock Infinite, Ken cũng có thành công một chút nữa, nhưng chỉ duy nhất với một NPC mà thôi, Elizabeth. Nhưng Elizabeth phản ứng chân thật được là nhờ màn lồng tiếng và diễn xuất tuyệt vời của Courtney Draper. Phần còn lại của Bioshock Infinite là một sự cắt giảm cực kỳ nặng nề so với Bioshock 1. Nó đã trở thành một game FPS đơn thuần với cốt truyện cực kỳ hại não, chứ không còn chú trọng vào sự đắm chìm thế giới của người chơi nữa. Bioshock Infinite dù được khen ngợi, nhưng doanh số bán lại thấp hơn dự kiến. Game cũng gặp nhiều vấn đề trong tiến độ phát triển, dẫn đến việc nó tốn đến 5 năm để hoàn thành, và chi phí thì phình ra nhiều so với kế hoạch ban đầu. Vì những lý do trên, Irrational Games đã có một sự thay đổi gần như toàn bộ vào ngày 18 tháng 2 năm 2014. Đến năm 2017, Ken Levine thông báo đổi tên studio sang Ghost Story Games.
mục tiêu vẫn là tạo ra những game immersive sim với lối kể chuyện phi tuyến tính. Ken Levine vẫn đặt ra về việc cải thiện AI của NPC và quan trọng là trải nghiệm của người chơi phải đắm chìm hoàn toàn trong thế giới của game. Đó là sự kết thúc của Irrational Games, một trong những studio có ảnh hưởng ít nhiều trong việc kể chuyện môi trường và để các series game khác, dù có là immersive sim hay không, học tập ít nhiều. Irrational Games và BioShock tuy đã đạt được những thành công nhất định, nhưng họ vẫn chưa thể nào thực sự làm ra một game đúng nghĩa là immersive sim. Hiện tại, một game BioShock mới đang trong quá trình thai nghén và lên ý tưởng. Liệu rằng lần này Ken Levine có thể thật sự tạo ra một BioShock immersive sim hay không? Thời gian sẽ trả lời câu hỏi đó. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến với những người kế thừa thực sự của di sản immersive sim mà Looking Glass và Iron Storm Austin để lại: Arkane Studio. Câu chuyện của Arkane Studios bắt đầu vào năm 1993 và xoay quanh hai con người quan trọng bậc nhất của studio sau này. Họ là Rafael Colantonio, người sáng lập ra Arkane, và Harvey Smith, nhà thiết kế game chủ chốt của studio. Như đã nói, mọi chuyện bắt đầu vào năm 1993 định mệnh, khi cả hai đều yêu thích cùng một tựa game có tên Ultima Underworld và đều cố gắng tìm cách vào làm việc ở Origin Systems, nơi phát hành tựa game đó. Hồi bấy giờ, Rafael Colantonio mới chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, có niềm đam mê với nghệ thuật và sáng tạo, đồng thời cũng đang chơi trong một ban nhạc. Anh có mong mỏi làm game hoặc trở thành ngôi sao nhạc rock, nhưng cùng lúc đó, nghĩa vụ quân sự ở Pháp cũng đang kêu gọi Colantonio. Đó là lúc anh thấy quảng cáo trên một tạp chí video game của Pháp nói về một cuộc thi với mấy câu hỏi dành cho những tay nghiện game. Phần thưởng sẽ là một chuyến đi đến Texas và cơ hội được chơi tựa game mới nhất của Origin System, Ultima 8. Nhưng xui xẻo thay, cuộc thi đó chỉ là một màn giao việc trá hình của EA, công ty chủ quản đằng sau Origin System. Vị trí mà EA cần tuyển là một QA, Quality Assurance, người kiểm định chất lượng sản phẩm cho văn phòng mới mở tại Pháp. Colantonio thắng cuộc thi, EA lôi anh chàng này khỏi nghĩa vụ quân sự và hành trình dấn thân vào việc làm game của anh bắt đầu. Với Harvey Smith, mọi chuyện khó khăn hơn, dù cũng bắt đầu sự nghiệp tại Origin System. Tuy vậy, anh đã phải rất chật vật để có thể làm việc tại Origin System. Anh cũng nhận ra rằng mình lớn tuổi hơn các đồng nghiệp khá nhiều. Vào năm 1993, Smith khoảng 27 tuổi. Trong khi đó, các đồng nghiệp của anh chỉ khoảng 18 đến 20 tuổi. Trong đám người đó, chẳng mấy ai quan tâm đến trải nghiệm của game thủ, ngoại trừ Smith. Anh quan tâm rất nhiều đến điều ấy, để làm sao cho trải nghiệm game của người chơi trở nên tuyệt hảo nhất. Vậy nên, tại Origin System, anh làm việc rất nhiều cho những nhà sản xuất, trong đó có Richard Garriott và Warren Spector. Smith có thể dịch thuật, rồi cả viết kịch bản game, thậm chí là cả báo cáo về bug trong game. Vì làm trong bộ phận QA, Smith có thể viết một danh sách dài những lý do anh ấy không thích ở tựa game, cảm thấy tựa game không ổn chỗ nào, lỗi ra làm sao. Danh sách dài này đã thu hút sự chú ý của Richard Garriott. Ông lập tức biến Smith thành một phụ tá và giao cho anh sửa lỗi game, từ cơ chế của game cho đến lỗ hổng trong câu chuyện. Năm 1995, đó là lần đầu tiên Harvey Smith và Rafael Colantonio, lúc này là trưởng bộ phận kỹ thuật, đồng thời cũng làm trong bộ phận QA, gặp nhau mặt đối mặt để bàn về vấn đề phát triển tựa game System Shock tại Pháp. Trong cuộc nói chuyện này, họ nhanh chóng nhận ra giữa cả hai có nhiều điểm chung và trở thành bạn của nhau. Năm đó cũng là năm mà Smith có dự án game đầu tiên mang tên là Technosaur. Nhưng vấn đề nội bộ và xích mích với EA đã khiến tựa game bị hủy bỏ, còn anh thì bị đuổi việc. Sau khi bị sa thải, Smith có làm thêm một game nữa tên là Fireteam và nó thất bại thảm hại. Ngọn lửa làm game trong anh khi đó dần tắt, cho đến khi Warren Spector email cho Smith với nội dung: "Cậu có muốn đưa Underworld hoặc System Shock lên một tầm cao mới không?" Smith không hề ngần ngại đồng ý lời đề nghị của Spector và gia nhập Iron Storm Austin. Tại đó, anh thì có ý tưởng về một game có chủ đề gián điệp, trong khi Warren Spector lại muốn một game khoa học viễn tưởng. Kết hợp cả hai và phần còn lại đã là lịch sử, Deus Ex ra đời. Với Colantonio, sau 4 năm làm việc ở EA, anh cảm thấy công ty đã thay đổi và không còn thấy thú vị khi làm ở đây nữa. Anh nghỉ việc và vào năm 1999, Colantonio thành lập nên Arkane Studios cùng với 3 người nữa, bắt đầu sự nghiệp làm game của riêng mình nhờ vào vốn đầu tư của ông bác. Colantonio muốn bắt đầu sự nghiệp với việc tự tay thực hiện phần tiếp theo của dòng game Ultima Underworld. Anh liên lạc với Paul Neurath để hỏi xin bản quyền của Ultima Underworld và mong muốn làm phần 3 của dòng game. Neurath tất nhiên là rất vui lòng để anh làm, nhưng vấn đề là nửa bản quyền dòng game này thuộc về EA. Vì vậy, khi họ làm việc với EA thì phía bên đó đã trả lời kiểu như: "Không, tụi tao không có hứng thú, mày làm game thể thao cho tao có được không?" Tất nhiên, Colantonio từ chối đề nghị của EA và vẫn tiếp tục làm tựa game. Chỉ có điều, anh không còn lấy tên tựa game theo dòng game Ultima Underworld nữa mà thôi.
Ars Fatalis là cái tên thay thế cho Ultima Underworld 3 theo dự định ban đầu. Năm 2001 có lẽ là một trong những năm khó khăn nhất của Arkane. Khi đó, studio của Colantonio đang bên bờ vực phá sản, trong khi tựa game Ars Fatalis vẫn còn đang phát triển. Game đã vô cùng chật vật tìm nhà phát hành và may mắn đã mỉm cười với họ. Một nhà phát hành nhỏ tên là Joe Wood đã chấp nhận phát hành Ars Fatalis vào năm 2002. Ars Fatalis là một game cực kỳ giống các game của Looking Glass, mọi thứ hoạt động trên thời gian thực, kể cả lấy đồ hay làm phép. Thứ mà Ars Fatalis gây ấn tượng nhất là khiến người chơi phải nhớ cách vẽ các ký hiệu phép thuật để tạo phép trong thời gian thực. Nó là một trong nhiều nguồn cảm hứng cho những game mobile như Magic Touch hay chính tựa game indie rất nổi tiếng của Jonathan Blow là The Witness. Game được khen ngợi cực kỳ nhiều đến mức Arkane Studios đã được đề cử cho giải tân binh của năm tại GDC 2003. Dù doanh số không khả quan lắm, nhưng ít nhất game đã cứu được Arkane thoát khỏi tình trạng phá sản. Arkane Studios có cơ hội gặp gỡ với các huyền thoại, Richard Garriott chơi game của họ, yêu game của họ và quan trọng nhất là gặp gỡ Valve. Lúc đó, Valve đang giới thiệu Half-Life 2 và tìm kiếm khách hàng sử dụng engine source của mình. Arkane đã thỏa thuận được với Valve và bắt đầu một mối quan hệ không bao giờ thành giữa hai công ty. Ars Fatalis không thành công về mặt doanh thu, dù vậy, Arkane vẫn được Ubisoft để ý tới. Ubisoft không hề muốn Arkane làm tiếp Ars Fatalis 2, thay vào đó là làm một phần game thuộc series Might and Magic. Colantonio nhận thấy tương lai của Ars Fatalis 2 không khả quan, anh đành chấp nhận thỏa thuận của Ubisoft và Ars Fatalis 2 trở thành Dark Messiah of Might and Magic. Dark Messiah of Might and Magic không phải là một game tốt như kỳ vọng, ngay cả chính Colantonio cũng thừa nhận vậy. Nhưng tựa game giúp Arkane biết họ đang yếu ở điểm nào và tích lũy kinh nghiệm cho đường dài. Dark Messiah of Might and Magic cũng có thể coi như một phần nguồn gốc để tạo nên vài cơ chế hay sức mạnh trong Dishonored về sau. Sau khi hoàn thành xong Dark Messiah of Might and Magic cho Ubisoft, Colantonio và Arkane quay trở lại với một tựa game mới hoàn toàn cùng với sự hợp tác của Valve. Tựa game đó có tên là The Crossing, góc nhìn thứ nhất kết hợp giữa single play và multiplayer và hoàn toàn tập trung vào trải nghiệm của người chơi. Dự án rất lớn, thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư, nhưng các nhà đầu tư không thực sự tin tưởng rằng tựa game này sẽ thành công. The Crossing là một tựa game phải nói là Arkane đầu tư 100% công sức của mình để làm, và nó đã suýt giết chết Arkane. Có lẽ chúng ta đã không có Arkane như ngày nay nếu không nhờ EA. EA thuyết phục Arkane là một tựa game có tên LMNO cùng với Doug Church, Randy Smith và Steven Spielberg. Đó là thỏa thuận an toàn hơn so với việc cống hiến 100% sức cho The Crossing và khả năng cao là thất bại thảm hại và phá sản. Colantonio cuối cùng đã chấp nhận làm tựa game LMNO và bỏ dở The Crossing cùng thỏa thuận với Valve. Tuy nhiên, sau 2 năm phát triển, EA hủy bỏ LMNO do ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế toàn cầu. Arkane Studios mất cả The Crossing lẫn LMNO. Họ chẳng còn lại gì ngoài kinh nghiệm đắt giá và quyết tâm không từ bỏ. Chúng ta cùng quay lại với Harvey Smith tại Iron Storm Austin. Sau thất bại của Deus Ex Invisible World, anh rời công ty và vào làm việc ở một hãng có tên Midway trong vài năm sau đó. Tựa game duy nhất anh thực hiện ở Midway là một thất bại và sau đó thì Smith cũng thôi việc. Vừa vặn làm sao, bạn gái của anh lúc ấy lại đang làm việc ở Arkane Studios Austin, chi nhánh do Colantonio mở năm 2005. Thực ra Colantonio ban đầu không nghĩ đến việc tuyển Smith vào làm, nhưng hai người từ lâu vẫn giữ liên lạc và chia sẻ sự yêu mến đối với những game Immersive Sim. Đến năm 2008, khi Smith nghỉ việc ở Midway, Colantonio đã nửa đùa nửa thật bảo Smith vào làm ở Arkane và anh đồng ý thật. Việc quan trọng trước tiên cần làm đó là tìm cho tựa game chưa ra đời này một nhà phát hành, và đó là lúc mối tình giữa Arkane Studios và Bethesda bắt đầu. Colantonio thực chất đã gặp gỡ đại diện của Bethesda nhiều lần kể từ hồi Ars Fatalis ra mắt. Họ đã từng có cơ hội hợp tác nhưng chưa thành. Nhưng rồi cuối cùng, Colantonio gặp được Todd Vogt, phó chủ tịch của Bethesda, để nói về dự án mới của mình. Todd ngay lập tức thích tựa game và đồng ý giúp đỡ Arkane. Năm ấy là năm 2010, Bethesda chính thức sở hữu Arkane Studios, mở đầu cho sự thuận lợi phát triển tựa game và kế thừa triết lý Immersive Sim của họ. Đó cũng là lúc mà Dishonored ra đời. Ban đầu, Dishonored bị nhiều người coi là một Assassin's Creed ở góc nhìn thứ nhất. Thế nhưng về bản chất thì nó giống Deus Ex và Thief nhiều hơn. Cốt truyện được phân chia thành các nhiệm vụ giống Thief, thiết kế các level phức tạp nhưng đa dạng cách tiếp cận hệt như các game Immersive Sim thuở nào. Ngoài ra,
những khả năng đặc biệt của nhân vật chính cũng như phản ứng của các NPC với hành động của người chơi thì lấy cảm hứng từ Deus Ex. Dishonored chính là sự kế thừa di sản Immersive Sim của Colantonio và Smith, là lời tri ân của họ đến Thief và Deus Ex. Công sức của họ đã được tưởng thưởng xứng đáng khi Dishonored được đón nhận nồng nhiệt bởi cả giới phê bình hàn lâm lẫn cộng đồng chơi game đại chúng. Một tương lai đầy hy vọng đang ở trước mắt Arkane Studios. Sau khi hoàn thành Dishonored, lẽ dĩ nhiên là cả Colantonio lẫn Smith đều muốn bắt tay vào thực hiện Dishonored 2. Giờ đây, với thành công có được từ Dishonored, Arkane Studios đã lớn mạnh hơn rất nhiều, cả trụ sở chính ở Lyon lẫn chi nhánh ở Austin. Do đó, họ quyết định phát triển song song hai tựa game. Colantonio về Lyon để tập trung làm Dishonored 2, Smith thì ở lại Austin và bắt tay thực hiện một dự án mới có tên Prey. Dù được phát triển song song, nhưng vì được thực hiện ở hai cơ sở khác nhau bởi hai team riêng biệt, nên cả Dishonored 2 lẫn Prey đều không ảnh hưởng đến tiến độ của nhau. Với Dishonored 2 và phần game phụ Death of the Outsider sau này, do được thực hiện tại Lyon nên kiến trúc trong game chịu ít nhiều ảnh hưởng từ Pháp và Ý. Colantonio cũng có thay đổi một vài yếu tố ở gameplay. Dishonored phần đầu nhận được nhiều phản hồi rằng có quá ít công cụ để chơi non-lethal, nên phần 2 họ đã thêm vào nhiều hơn và thêm các khả năng non-lethal bằng tay không. Level được thiết kế mở hơn phiên bản gốc và cực kỳ xuất sắc ở màn chơi The Clockwork Mansion, A Crack in the Slab và ở Death of the Outsider là The Bank Job. Dishonored 2 có gameplay hay hơn Dishonored phần đầu rất nhiều. Cả tựa game phụ Death of the Outsider cũng xuất sắc không kém, nhưng doanh số bán ra lại thấp hơn hẳn. Lý do chủ yếu là vì câu chuyện cũng như các nhân vật ở phần 2 kém thú vị hơn phần 1. Phiên bản PC thì tối ưu kém, dẫn đến tụt giảm doanh số. Tuy vậy, cả Dishonored 2 và Dishonored Death of the Outsider vẫn là những game hay và không hề thất bại. Còn với Prey của Harvey Smith, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Prey thực ra không phải một thương hiệu hoàn toàn mới. Trước đó vào năm 2006 thì chúng ta đã có một game Prey do 2K Games phát hành rồi. Prey 2006 được khá nhiều người yêu thích nên khi Bethesda thông báo hủy bỏ hậu bản của nó thì những người hâm mộ đã tương đối tức giận. Rồi khi biết Prey mới sẽ là bản reboot thì sự thất vọng còn được đẩy lên cao hơn. Hậu quả là trailer đầu tiên của Prey chịu khá nhiều phản hồi tiêu cực. Thế nhưng, mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt và sự tiêu cực từ cộng đồng chưa phải điều tồi tệ nhất mà Prey gặp phải. Điều tồi tệ nhất hóa ra lại đến từ chính Bethesda, nhà phát hành cho game. Dường như bản thân Bethesda cũng không có mấy niềm tin vào Prey, bởi vậy nên chiến dịch marketing cho tựa game này được làm rất hời hợt. Không những thế, Bethesda cũng từ chối cung cấp game sớm cho các nhà phê bình chơi thử, chắc vì sợ Prey bị chê tan nát. Vậy là đến khi game ra mắt, các nhà phê bình đã buộc phải chơi qua loa để kịp đánh giá game, dẫn đến việc sai lệch trong những bài review. Điểm số ban đầu của Prey chỉ nằm ở mức trung bình, nhưng sau một thời gian, khi cộng đồng lẫn giới phê bình bắt đầu mở lòng hơn với game và trải nghiệm nó đủ kỹ càng, điểm số bắt đầu tăng lên. Tuy vậy, hậu quả từ những con điểm thấp lè tè ban đầu đã kéo điểm trung bình của Prey xuống. Nhưng dù thế, nó vẫn được chấm trung bình khoảng 80 trên 100. Điều đáng nói hơn cả là Prey nhận được những lời khen ngợi nó xứng đáng có được. Giờ đây, không ít người thẳng thắn thừa nhận rằng Prey là game hay nhất Arkane Studios từng làm ra. Nếu như tựa game Dishonored là lời tri ân đến Thief và Deus Ex, thì Prey chính là lời tri ân của Arkane Studios với System Shock ngày xưa. Tất cả những gì làm nên sự xuất sắc của System Shock, Prey đều làm được và còn nâng tầm chúng lên một mức cao hơn. Lấy cảm hứng phong cách Art Deco của BioShock, Prey biến hóa nó sao cho phù hợp với bối cảnh Mỹ và Nga hợp tác phát triển khoa học công nghệ, từ đó đẩy mạnh kể chuyện trong môi trường như BioShock đã làm với Rapture. Prey tiếp bước và cải tiến System Shock 2 trong việc đa dạng cách giải quyết vấn đề, sự tính toán khi đối đầu với bất kỳ vấn đề nào, dù là tìm cách bước vào căn phòng, lấy vũ khí hay chiến đấu với một con mimic. Từng chi tiết nhỏ đều được quan tâm kỹ càng để trải nghiệm của người chơi là có một không hai. Dù Prey không được đón nhận nồng nhiệt từ cả giới phê bình hay người chơi ở thời gian đầu, nhưng giờ đây, sau 3 năm, Prey đã được xem như một trong số những game immersive sim hoàn hảo nhất, một người kế vị tinh thần thật sự của System Shock 2. Còn với Arkane Studios, họ đón nhận một vài sự xáo trộn trong đội ngũ. Rafael Colantonio, người sáng lập nên Arkane, quyết định dừng lại sự nghiệp làm game để dành nhiều thời gian hơn với gia đình và đam mê âm nhạc. Ông rời Arkane Studios vào tháng 6 năm 2017. Người sẽ tiếp quản vị trí của Colantonio là Dinga Bakaka, trưởng thiết kế của Dishonored 2 và Dishonored Death of the Outsider. Harvey Smith thì vẫn tiếp tục ở lại Arkane và ông chưa có ý định ngừng lại. Sau một quãng thời gian chìm vào bóng tối, Immersive Sim đã trở lại mạnh mẽ. Vậy còn tương lai của thể loại này, của triết lý thiết kế game này sẽ ra sao? Nếu như bạn là một người chơi nhiều game, đa dạng thể loại,
có thể bạn đã từng biết đến con số 0451. Đây là một con số xuất hiện trong System Shock ngày xưa và có mặt ở hàng tá game khác, kể cả những game chẳng liên quan gì đến Immersive Sim. Bạn sẽ có thể bắt gặp con số 0451 này trong những game kế thừa di sản Immersive Sim của các studio như Iron Storm, Irrational Games hay Arkane Studios. Nhưng hơn thế nữa, 0451 còn xuất hiện trong cả những game như Transistor, Gone Home, Firewatch, Mafia, Cyberpunk 2077. 0451 có ý nghĩa gì? Đó là điều những người hâm mộ Immersive Sim vẫn luôn tự hỏi. Nhiều người tin rằng con số 0451 này là một sự liên tưởng tới cuốn tiểu thuyết 451 độ F của tác giả Ray Bradbury, một tác phẩm có bối cảnh dystopia rất nổi tiếng. 0451 cũng là con số mã cửa văn phòng của Looking Glass và họ đem nó vào trong System Shock. Giờ đây, 0451 đã trở thành một trong những easter egg thú vị nhất trong cả ngành game vì có cả một lịch sử đằng sau nó. Con số 0451 xuất hiện ở các tựa game khác là một dấu hiệu. Looking Glass không chỉ ảnh hưởng một mình thể loại Immersive Sim mà còn ảnh hưởng ít nhiều đến các thể loại game khác nữa. Với sự xuất hiện 0451 ở nhiều tựa game như vậy, tương lai của Immersive Sim sẽ ra sao? Có thể nói rằng trong tương lai, rất nhiều game sẽ trở thành Immersive Sim hay ít nhất là có các yếu tố của Immersive Sim trong đó. Dù trong quá khứ, cả Looking Glass, Iron Storm, Irrational Games hay Arkane đều gặp phải vấn đề doanh số ở mỗi tựa game, nhưng giờ đây, triết lý Immersive Sim ngày càng được đưa vào trong nhiều game khác. Điều này cho thấy rằng Immersive Sim ảnh hưởng rất sâu tới ngành công nghiệp này, đa dạng hướng giải quyết, tương tác được với hầu hết mọi sự vật sự việc, để mỗi người chơi có một trải nghiệm chơi khác nhau và từ những cách giải quyết khác nhau mà hệ thống phản ứng có thể rất đáng ngạc nhiên, ảnh hưởng đến NPC cũng như cốt truyện. Đó là những gì làm nên Immersive Sim. Bạn có thể bắt gặp điều này ở nhiều tựa game, từ các game hành động lén lút như Metal Gear Solid, Splinter Cell hay các game góc nhìn thứ nhất như Far Cry hoặc Metro. Kể cả những game phiêu lưu hành động thế giới mở cũng có một vài nét của Immersive Sim, ví dụ như Legend of Zelda, Breath of the Wild. Đậm nét hơn thì có thể nhắc đến hai phần game Hitman Reboot năm 2016 và 2018. Thậm chí, một game Walking Simulator như Gone Home, ta cũng có thể bắt gặp hình bóng của Immersive Sim trong việc tương tác với đồ vật và kể chuyện thông qua môi trường. Nhìn vào tương lai, có thể nói rằng Immersive Sim tràn đầy hy vọng, chỉ có điều nó không còn gói gọn trong các triết lý của Looking Glass nữa. Arkane đã bắt đầu một điều mới mẻ như bản mở rộng Moon Crash của Prey với vòng lặp, giới hạn thời gian và kết hợp Immersive Sim với Roguelite. Họ cũng đang bắt tay phát triển Deathloop, một game với ý tưởng như vậy. Cyberpunk 2077 dường như cũng đang cố gắng lấy cảm hứng từ các game RPG hiện tại và đồng thời cả cảm hứng từ Deus Ex để phát triển một game RPG kiêm Immersive Sim thế giới mở đầu tiên. Watch Dogs Legion dù là game góc nhìn thứ 3 nhưng cũng là yếu tố của Immersive Sim xây dựng đội quân hacker, tìm mọi cách để khiến trải nghiệm của các game thủ có 1-0-2 với những câu chuyện của mỗi nhân vật trong đội quân đó. Nhìn lại, điều quan trọng nhất mà bản thân Immersive Sim hướng tới là trải nghiệm của bản thân người chơi. Nhưng thay vì những con số nâng cấp như các game RPG từ khi D&D sinh ra, Immersive Sim sử dụng các nâng cấp mang tính chất rõ nét hơn. Immersive Sim cũng chú trọng đến thiết lập thế giới sống động như thật bằng các hệ thống phản ứng phức tạp, khiến người chơi trở nên thực sự đắm chìm vào mỗi trải nghiệm đó. Hãy cùng chờ đợi thời gian tới để ta có thể chứng kiến xem ba tựa game Deathloop, Cyberpunk 2077 và Watch Dogs Legion sẽ đem đến những điều mới mẻ nào cho thể loại game Immersive Sim. Immersive Sim là một triết lý làm game đặc biệt và có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến ngành công nghiệp game hiện tại. Mặc dù có thể nhiều người chưa bao giờ nghe đến cụm từ Immersive Sim, nhưng cũng có khi họ đã chơi và biết đến những cơ chế của triết lý này. Thông qua video, hy vọng các bạn cũng đã có một cái nhìn rõ nét hơn về lịch sử phát triển của thể loại này, cũng như các studio đã đi theo triết lý Immersive Sim. Giờ đây, khi chơi một tựa game nào đó, có thể bạn sẽ nhìn ra được xem nó có học tập chút gì của thể loại này hay không. Video về lịch sử phát triển của Immersive Sim đến đây là kết thúc. Và như thường lệ, nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng quên nhấn like và share. Còn nếu như đây là lần đầu bạn đến với Phê Game, hãy nhấn nút subscribe và nút chuông thông báo. Mình là Vô Lý và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. We'll be right back.